Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay tiếp tục mình quay lên một con máy VIP này cho anh em tham khảo ha. Máy này thì mình nói rõ là con máy này là một con máy hệ cho anh em. Anh em nhìn biết nó nè, nó hai xới hai tạc nè, cái dàn xới cái dàn cành xới số bên đây nè, số lưỡi bên đây nè, anh em thấy không? Em nhịn đây nhịn trên cũng được, còn số đi nó thì nằm đây nè, 2 tiếng một lùi số bánh đó. Đó. Con máy này anh em xới đất, anh em tạc đất cứng hay là đất đất nói chung là tạc rất là mạnh, tại vì công suất máy nó tới là 6 ngựa, 5 ngựa 8 thì gọi chẳng 6 ngựa, đó là cái động cơ của nó là GA160 đó, của Giang Ma đó. Máy này thì em mua là xài không có sợ, không có lo là làm được hay không được, đất mềm đất cứng gì làm cũng được hết đó. Con máy này nó có ngắt đầu gò rồi luôn nha anh em đó, anh em biết mấy con hệ là mấy con ngắt đầu gò được nè, em bóp này là lưỡi nó đứng lên nè. Đó. Còn em muốn ngắt cái bánh thì cũng có ngắt cái bánh luôn, còn côn tay có luôn ha. Còn quay đầu ở đây nè, anh em có cần quay đầu nè, anh em đẩy xuống đây thì nó có thụt cái khớp xuống thì anh em cứ quay thôi. Đó. Quay đầu cũng được, nhưng mà mấy con máy này nó đã đảo lưỡi xuôi ngược được thì cái vụ mà quay đầu cũng không cần thiết. Đây mình quay dưới này cho anh em xem đó, mình làm cái bộ dao à, siêu tạc luôn nè, anh em thấy không? Dao này dao rèn ha, rèn giáp rất là bén, rất là cứng cáp đó. Nếu mà một bộ dao bãi á, máy mà chưa có bộ dao dao này á, thì còn bộ dao bãi á, thì bộ dao bãi nó sẽ làm hiệu quả, nó không bằng dao này đâu, dao này làm hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó. Còn cái đường đi tạc nó đây, để mình đo cái đường đi tạc cho anh em xem ha. Nè. Cái đường đi này, mình đi tạc nó đây nè, là nó được 25 phân đó, 25 phân. Còn cái bánh này nè đó, cái bánh này nó cặp bánh này là mình độ lại cặp bánh, nó là cái chân lết mình độ lại cặp bánh. Còn cái máy này nó hay cái điểm này nữa nè, anh em xem kỹ ha, hay điểm cái bánh này nè, bánh này là anh em thấy là bánh đôi đó, nó 2 bánh luôn đó, cho nên là mình đi nó chỉ một tấc thôi, nó mình đi rất là vững, nó vững hơn mấy con mà nó chỉ một bánh chiếc á, em hiểu không? Còn anh em muốn ba muốn 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 xài một bánh thì anh em tháo bớt một bánh cũng được, tại nó là nó đã thiết kế 2 bánh rồi, nó zin cho nó vậy. Nó máy này nó zin toàn bộ hết, zin toàn bộ 100% hết, chỉ dưới cái dè này nè, nó chốc sơn rồi mình sơn lại coi cho được thôi, chứ nó không có bục mọt gì nha anh em. Đó. Máy mình chuẩn bị, nói chung là máy nào cũng vậy, chuẩn bị đàng hoàng hết rồi mới bán cho anh em từng cái một đó. Làm rất là kỹ lưỡng cho anh em xài. Rồi máy này thì cái chức năng nó thì nó đã vậy thì mình nói là nó hết rồi đó. Rồi mình thử máy cho anh em xem. Rồi dịnh tiếp cái máy dịch ra. Này công tắc nè. Anh em nhắn xuống anh em bẻ qua đây ha. Chừng nào mà anh em tắt thì anh em cứ nhắn là tự nó nhảy lại. Đó. Nhắn xuống rồi bẻ qua. Công tắc riêng của nó luôn á. Đó. Rồi.
kéo e ra nè, giật nhẹ đó. Mình cho lưỡi nó quay tại chỗ cho anh em xem nè. Đó, đánh tới đánh lui đều được hết nha. Nó đánh tới được hai tốc độ, đánh lui cũng được hai tốc độ luôn. Rồi để mình thử máy. Số 1 đó, giờ số lùi. Số lùi cho anh em coi thử nè ha. Đó. Số tới. Quay đầu lại. Chạy ra lăng ti nè, vô số 2 đó, lên ga là nhanh lắm. Để số 1 nè, chậm cái đi. Anh em thấy nhắc đầu gò nè, bóp này nó ngưng lại nè, thấy không, bóp lại ngưng lưỡi nè. Đó, quay buông. Rồi tiếng rồi mình thử mấy chức năng hết cho anh em tham khảo thôi. Rồi nè, tiếng số 1 đó, số 1 tiếng đó. Rồi số 2 nè, 2 lẹ ha. Cái máy này nè, nó để mình tắt cái đi. Kéo cái chân tới cái. Dựng cái chân lên. Đó. Anh em có nhu cầu thì gọi lại, rồi cái gì không rõ, tại trong khi quay clip mình cũng không có trực tiếp mình cầm cái máy được á, thì có gì không rõ thì anh em cứ gọi lại hỏi. Nó thấy nó phù hợp thì gọi lại hỏi máy, kết bạn Zalo. Anh em lưu ý ha, mua hàng bên mình thì anh em lưu ý một điểm nè, anh em muốn kết bạn Zalo thì anh em gọi trước rồi mình mới kết bạn nha. Còn tự nhiên mà kêu kết bạn vô nhắn lung tung này kia là mình cũng không kết bạn, thậm chí mình xóa cái người đó luôn, tại vì
mua bán mà nhắn tin mà đâu có biết cái đồ trị giá cả chục triệu chứ đâu phải là ít đồ nhắn tin. Nếu nhắn tin thì anh em dám mua không? Nó mình nói thí dụ vậy đó. Cho nên mình không phải là khó khăn gì. Cho nó chọn máy tốt. Máy ưng ý anh em phải gọi rõ, hay là anh em muốn mua hàng bên mình phải gọi cho rõ. Kết bạn Zalo cũng đâu có tốn tiền gì, còn anh em gọi không được thì cũng không nên mua ha. Mình không có bán cái kiểu mà không rõ ràng, mình bán mình rất thích những người thật thà. Nó muốn xài máy, đang cần máy để xài, đang tìm con máy tốt để người ta xài, chứ không có kiểu mà bán lung tung này kia là mình không bán. Rồi thì anh em lưu ý điểm đó thôi. Con máy này thì mình bán cái giá 12 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi lại mình ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem ha.